À, xin chào các bạn trong một khúc sedan hạng D tại trường Việt Nam thì Toyota Camry luôn là cái tên nổi bật nhất bởi vì đơn giản mẫu xe này bán chạy nhất phân khúc và gần như không có đối thủ à, và để tăng thêm tính cạnh tranh cũng như tăng thêm giá trị cho khách hàng thì Toyota Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản Camry 2017 với vài điều chỉnh nhỏ cùng giá bán thấp hơn so với người tiền nhiệm và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một vài những thay đổi nhỏ trên Toyota Camry 2017 điểm đáng chú ý nhất ở Camry 2017 vừa được Toyota Việt Nam tung ra thị trường là giảm từ 75 đến 101 triệu đồng tùy từng phiên bản. Động thái này được xem là bước đi cần thiết để Camry trở nên hấp dẫn người tiêu dùng hơn khi mà đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Mazda 6 liên tục có những chính sách tốt về giá. Về tổng thể, diện mạo bên ngoài cũng như không gian nội thất bên trong của Camry 2017 là sự nâng cấp nhỏ, thẳng thắn mà nói, trang bị không phong phú như Mazda 6. Camry 2017 vẫn giữ nguyên 3 phiên bản, 2.5Q, 2.5G và 2.0E những khác biệt ở ngoại thất có thể nhận thấy ngay. Ở cản trước của xe, tích hợp thêm đèn xi nhan. Camry 2017 sử dụng đèn LED Project cho đèn chiếu gần trên cả 3 phiên bản. Phiên bản 2.5Q của Camry 2017 trang bị vành xe hợp kim, 10 chấu phủ bóng nâng cao vẻ thể thao và vững chãi. Đó là những thay đổi chính trong khi các chi tiết khác giữ nguyên không đổi. Về nội thất, Camry 2017 mới thay đổi thiết kế màn lô với các chi tiết ốp gỗ vân carbon, cùng các đường chỉ tạo cảm giác sang trọng. Riêng phiên bản 2.5Q sử dụng thiết kế ghế màu nâu mang đến cho không gian nội thất cao cấp cho người sử dụng. Vô lăng bọc da 4 chấu, điều chỉnh 4 hướng. Riêng ở bản 2.5Q, vô lăng được bọc da 3 chấu thể thao. Ghế ngồi bọc da với ghế lái chỉnh điện 10 hướng, trong khi ghế hành khách điều chỉnh điện 8 hướng. Ở bản 2.5Q được bổ sung tính năng nhớ hai vị trí lái khác nhau, Camry 2.5G và 2.0E trang bị điều hòa hai vùng độc lập, trong khi Camry 2.5Q có hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập. Tiện ích bao gồm hệ thống âm thanh đầu CD một đĩa cho bản 2.5G và 2.0E. Toyota Camry sở hữu nhiều tính năng an toàn bị động và chủ động, gồm 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đáng tiếc là camera lùi chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất là bản 2.5Q, trong khi phiên bản 2.5G có cảm biến góc còn 2.0E có cảm biến lùi. Camry 2017 vẫn sử dụng động cơ cũ, phiên bản 2.5Q và 2.5G dùng động cơ 2 fe 4 xi lanh thẳng hàng, DOHC, VVTi kép, công suất 178 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 231 Nm tại 4.100 vòng trên phút. Trong khi đó, bản 2.0E sử dụng động cơ 6ARFSE, phun xăng trực tiếp D4S, công suất 165 mã lực tại 6.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 199 Nm tại 4.600 vòng trên phút. Tất cả đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Có thể nói, Camry 2017 đã có những thay đổi hợp thời và giảm giá bán. Tuy nhiên, nếu không có những cải tiến mạnh mẽ và chính sách giá tốt hơn nữa, Camry có thể khó giữ được vị trí dẫn đầu trong phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt Nam khi mà đối thủ Mazda 6 ngày càng áp sát.